Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em một cây quạt cây nữa. Cây quạt cây của thương hiệu Lationa. Đây là cây quạt Lationa. Loa kèn, đế loa kèn, anh em có thể thấy. Cây quạt này thì sải cánh của nó là sải cánh 35 phân. Đó. Lồng xi mạ rất là mới, anh em có thể thấy. Cánh 35 thì lúc nào cũng cho chất lượng gió với cả độ tỏa rất là xa. Con này thì nó sẽ có 3 cấp độ gió. Anh em có thể thấy số của nó là số tròn. Trên này có tút lăng cáp làm ở trên này. Toàn thân còn rất là đẹp. Anh em có thể thấy trắng phau. Lồng xi mạ rất là mới. Đó. Con này là dòng đế nhựa. Anh em có thể thấy. Đế loa kèn nhìn rất là vững chãi. Loa kèn nó có nhiều loại. Nhưng mà loại này là loại mà nó to. Cái bản của nó phải lên tới gần 40 phân. Thì nó chắc chắn nhựa của nó rất là lì. Đó. Chất lượng gió của dòng này thì rất là ok, quá ổn luôn, rất là mạnh. Với cái chiều cao là 1m35 thì anh em có thể trưng bày mọi không gian, từ phòng khách cho tới phòng ăn, phòng ngủ, tất cả đều ok hết. Đó. Nguồn điện sử dụng của nó là điện 100V anh em. Điện 100V. Con này thì có giá là 8,5 triệu. Anh em nào yêu thích thì có thể liên hệ với em để mua cái quạt này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.